15 ngày cuối cùng tháng 4 âm, 3 tuổi tài khoản ào ào nhảy số, tiền bạc tiêu thả ga, tình duyên rực rỡ tuổi mão. Theo tử vi trong 15 ngày tới những người tuổi mão có thể sẽ gặp trục trặc trong công việc nên thời gian trước đây. Những người tuổi mão sẽ cảm thấy vận mệnh luôn chắc trở bởi bất kể bạn làm gì, cố gắng ra sao, mọi chuyện đều không thuận. Thời gian này, bạn không nên lo lắng quá bởi trong 2 tuần tới, tài vận của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực tiền chảy vào túi ảo ảo không đếm hết trong thời gian này người tuổi mão sẽ thay đổi vận mệnh của mình giúp cuộc sống lên hương viên mãn tuổi hợi những người tuổi hợi có cuộc sống an nhan sung túc hơn người tính tình của người tuổi tuổi hợi hiền lành lương thiện nên đi đâu cũng có người giúp đỡ họ nên cuộc sống của tuổi hợi trôi qua an nhàn khi mọi chuyện cứ diễn ra đều đều và tuyệt nhiên không có một gợn sóng nào xảy ra trong cuộc đời họ tử vi chỉ rõ trong 15 ngày tới vận may của bạn sẽ thay đổi toàn bộ cuộc sống của những chú heo nhỏ trong công việc bất ngờ có những biến chuyển tốt thậm chí bạn còn cảm thấy sự thăng hoa và bùng nổ trong sự nghiệp. Những người tuổi hợi nên nắm bắt lấy cơ hội ngàn năm có một này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai của mình thêm phần rực rỡ. Bởi trong giai đoạn này bạn càng nỗ lực bao nhiêu thì thành công trong tương lai càng nhiều bấy nhiều đừng dễ lỡ. Tuổi ngọ Người tuổi ngọ vốn là người chính trực, ngay thẳng lại tận lực làm việc, bạn có thể thấy những ngày qua cuộc sống chưa bù đắp xứng đáng cho bạn. Trong thời gian sắp tới người tuổi ngọ sẽ gặp nhiều may mắn cuộc sống thuận lợi làm gì cũng thành tử vi chỉ rõ. Trong 15 ngày tới những người tuổi ngọ sẽ cảm thấy may mắn khi cuộc sống của bạn liên tiếp có những thay đổi bất ngờ. Thời gian này công việc cũng có những dấu hiệu tốt bởi may mắn đã tìm đến bạn khiến cuộc sống của bạn tài lộc song toàn làm gì cũng thuận lợi. Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.